Ra ngoài, bảo mày ra ngoài, không hiểu à? Mày muốn chết à? Chỉ hỏi một câu thôi, có phải mày giết chủ tịch Đường không? Đường Quân chết chưa hết tội, ông này muốn giết hắn từ lâu rồi. Bộ phim Thành phố vô chủ. 10 ngày trước, đã thật, người anh em, xem ra tôi đây vẫn còn non hơn cậu. Hôm nào đến sân đua chuyên nghiệp, chúng ta chơi mấy vòng. Hôm nay tôi mời, dẫn cậu đi ăn đồ Tây. Đi. Chủ tịch Đường. Alo, chủ tịch Đường. Dân. Công ty có việc, tôi phải về một chuyến. Được, vậy đi làm việc bên đó trước, xong việc bên đó thì lại làm việc bên này. Anh Đường, các chỉ số sức khỏe của anh đều bình thường, nhưng sau này không được hút thuốc nữa. Anh Trần, cảm ơn anh. Chủ tịch Đường, tập đoàn Thiên Lạc vẫn luôn nhòm ngó dự án 203. Tôi có cần dẫn người qua đó không? Giao cho Diệp Long đi. Tôi sợ cậu không giải quyết được đám người của Thiên Lạc. Chủ tịch Đường, việc gì cũng giao cho Diệp Long, nhiều anh em không phục lắm. Anh Trần, lát nữa kiểm tra cho cả Cao Cũ đi. Chủ tịch Đường, bác sĩ riêng của anh
tôi nào dám dùng chứ. Vào đi. Chủ tịch Đường, chúng ta nhất định phải giành được dự án 203. Nghe nói tập đoàn Thiên Lạc cũng muốn giành trước chúng ta. Để tôi giải quyết. Long, cậu theo tôi nhiều năm, vẫn luôn làm việc độc lập, nhưng làm gì cũng phải để ý cách thức, phương pháp. Vâng. Chị Dâu, anh Long, chị Dâu. Anh Long, ai đó? Diệp Long, anh đến làm gì? Tôi đến vì dự án 203. Anh suýt làm tôi hết hồn. Ông đây cướp nhiều dự án lắm, chẳng lẽ đều phải trả lại hết sao? Làm việc phải biết quy tắc. Quy tắc? Quy tắc cái quái gì? Đây chính là quy tắc của tôi. Castro chính hiệu. Anh, em đặc biệt mang cho anh đấy. Vẫn nên hút thuốc ít thôi, sức khỏe mới quan trọng. Chủ tịch Đường, chú Ba, Long, dạo này năng lực nghiệp vụ của cháu ngày càng giỏi rồi. Chủ tịch Đường, trong nhóm người trẻ tuổi này, em đánh giá cao Diệp Long nhất. Chú Ba quá khen. Hai người nói chuyện đi. Phải hút ít đi đó. Chú Ba đi thông thả. Ừ. Chủ tịch Đường, đã giải quyết xong việc của Thiên Lạc rồi. Người tôi yên tâm nhất trong tập đoàn chính là cậu. À, cậu phải để ý kỹ dự án bên Quân Lâm Qua Phủ, không được lơ là đâu. Vâng. Chủ tịch Đường,
Diệp Long, tại sao cháu lại muốn giết chủ tịch Đường? Chú Ba, không phải cháu. Đừng có nói xàm, chính là mày. Bắt hắn cho tao. Mau đuổi theo. Đừng chạy, mày đứng lại. Đứng lại. Đừng chạy. Mà đuổi theo. Anh Long, nhẹ thôi. Dạo này có ai mua tin tức của tập đoàn Đường Thị với mày không? Không có đâu anh Long. Anh Long, không có thật mà. Mặc dù thành phố này chỉ cần có động tĩnh gì là không qua được mắt tôi, nhưng mà thực sự không có ai nghe ngóng tin tức của tập đoàn Đường Thị. Suốt cuộc có chuyện gì thế? Chủ tịch Đường chết rồi. Đường Quân chết rồi. Suốt cuộc mày có việc gì giấu tao? Tôi không biết. Mấy hôm trước tên bốn mắt của tập đoàn Thiên Lạc đã nghe ngóng việc này. Nhưng mà cái gì? Tóc vàng. Tóc vàng. Anh Cũ không tìm được người. Nhanh lên. Anh Cũ không tìm thấy. Anh Cũ không tìm thấy. Lũ ăn hại. Đi tìm đi. Dân, đi. Chị Dung, chú Ba, xin bớt đau buồn. Lên cho tao. Diệp Long, mày còn dám tới à? Mình là đồ khốn kiếp. Các cậu ai dám động vào Diệp Long thì tôi giết kẻ đó. Anh Hùng, là thằng khốn này giết chủ tịch Đường. Còn mắt chó nào của cậu, thấy là cậu ấy giết. Anh đang bao che cho Diệp Long. Chẳng lẽ anh cũng là đồng phạm? Được rồi. Diệp Long, cháu đến làm gì? Chú Ba, cháu muốn tiện chủ tịch Đường đoạn cuối. Đồ khốn kiếp dòng ơn phụ nghĩa. Dừng tay. Chú Ba, có thể để bố cháu yên nghỉ không? Anh Long,
Em chỉ hỏi anh một câu, có phải anh giết bố em không? Không phải. Cậu còn ngụy biện. Uyển Ninh, cô tận mắt thấy Diệp Long giết bố cháu. Chú ba, chú nhìn bọn cháu lớn lên, anh Long là người thế nào? Chú hiểu rõ hơn ai hết. Được rồi. Mọi người, Uyển Ninh như từ nước ngoài về, không hiểu lắm về việc công ty. Cuộc họp hôm nay sẽ do tôi chủ trì thay. Hôm nay triệu tập mọi người đến là muốn nói với mọi người hai việc quan trọng. Thứ nhất, phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của chủ tịch Đường. Hiện tại Diệp Long là đáng nghi nhất, cậu ấy đã bị công ty xóa tên. Thứ hai, phải nhanh chóng tìm được người tiếp quản ghế chủ tịch hội đồng quản trị này. Đương nhiên, mấy lão già chúng ta không có tư cách ngồi vào vị trí này. Còn về việc ai làm sẽ có được kết luận trong cuộc họp hội đồng quản trị tuần sau. Mấy hôm tới, Cao Cụ sẽ đảm nhận chức đại diện chủ tịch. Nếu mọi người có ý kiến khác thì bây giờ có thể nói ra. Tôi phản đối. Cao Cụ không có bất kỳ cống hiến gì ở công ty. Cậu ta không xứng làm chủ tịch. Anh Hùng, anh có ý gì thế? Anh Hùng, Cao Cổ trung thành tận tụy với công ty bao nhiêu năm qua, sao lại có thể nói là không có cống hiến gì chứ? Nếu cần người làm thì cũng phải là Diệp Long làm chủ tịch. Hùng, tôi tôn trọng anh mới gọi anh một tiếng anh Hùng. Anh cứ binh vực Diệp Long, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi có ý gì? Được rồi. Chú ba, cháu chỉ muốn tìm được hung thủ giết chết bố là ai. Uyển Ninh, hôm đó cô tận mắt thấy Diệp Long giết chết bố cháu. Diệp Long chính là hung thủ. Chú ba, cháu tin anh Long không giết bố. Việc cấp bách lúc này là nhanh chóng tìm được Diệp Long. Quyết định vậy đi. Anh Cũ, Cũ, công ty bây giờ còn bao nhiêu người như Hùng? Hắn à? Tối nay tôi sẽ dẫn người đi giết chết hắn. Hồ đồ. Nếu anh giết Hùng thì mọi người trong công ty sẽ biết là anh làm. Giờ quan trọng nhất là tìm ra Diệp Long. Các anh em vẫn đang tìm, nhưng không tìm ra được hành tung của hắn. Anh không tìm được hắn thì không thể để hắn đến tìm anh sao? Đường, Uyển, Ninh,
Bố ơi, con không ra nước ngoài được không? Không được. Ra nước ngoài phải học hành hẳn hoi đó. Sau khi con đi, bố nhớ bà bác sĩ Trần đến thường xuyên. Bố phải nghe lời chú ấy, không được hút nhiều thuốc. Còn nữa đây, chỗ này chỉ có thể để ảnh con, không được để ảnh người khác. Chỉ để ảnh của con. Về chúng ta móc méo. Nào, dân. Đóng dấu. Ra ngoài. Ra ngoài. Bảo mày ra ngoài không hiểu à? Mày muốn chết à? Chỉ hỏi một câu thôi, có phải mày giết chủ tịch Đường không? Đường quân chết cũng không hết tội. Ông này muốn giết hắn lâu rồi. Dù là tao giết thì mày làm được gì chứ? Diệp Lâm, đồ tiểu nhân bỉ ổi. Nếu tao muốn giết đại ca mày thì sẽ giết quang minh chính đại. Mày cứ đợi đấy. Bám sát. Cẩn thận vào. Bỏ ông mày ra. Anh Long, em đợi anh ở chỗ cũ. Anh phải đến đó. Bọn mày, canh chừng cẩn thận cho tao. Dân. Anh Long, anh đến rồi. Tuyển Ninh sao thế? Em muốn biết số cuộc bố em chết thế nào. Lên đi. Hôm ấy anh đang báo cáo công việc với chủ tịch Đường. Tao tìm mày khổ quá đi thôi. Không ngờ mày lại hẹn họ đi. Cao Cũ, anh theo dõi tôi. Cô chủ, cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô thì chúng tôi thực sự không tìm ra tên hung thủ giết người này. Ta đã nói không phải tao giết chủ tịch Đường. Video CCTV quay rõ rành rành mà mày còn nguy biện. Mày dám đánh tao sao? Các anh em, lên cho tao. Lên, nhanh lên. Lên đi. Đánh hắn. Mau đuổi theo. Đừng chạy, đứng lại.
Chú ba, giờ kỹ thuật đánh bóng của anh càng ngày càng giỏi, nhưng nước cờ này của anh đi chẳng ra làm sao. Hắn vẫn chưa gục. Trò hay còn ở phía sau. Về nước cờ sau anh định đi thế nào? Bắt ba ba trong trọ. Long, không sao chứ Long? Mấy hôm nay chạy đâu thế? Không sao, cặp cũ đang truy sát bọn tôi. Thằng khốn này, giờ tôi sẽ dẫn người đi giết hắn. Anh Hùng, giờ vẫn chưa phải lúc. Ngồi đi. Anh Long, suốt cuộc bố em chết thế nào? Lúc ấy anh đang báo cáo công việc với chủ tịch Đường, đột nhiên ông ấy cảm thấy tức ngực. Còn nữa, làm gì phải có quy tắc, phải quan tâm đến cảm nhận của các anh em trong tập đoàn. Sau này làm gì? Chủ tịch Đường, chủ tịch Đường, chủ tịch Đường, chủ tịch Đường. Tôi đã bảo không phải cậu giết chủ tịch Đường mà. Giờ chúng ta làm thế nào? Điều tra. Anh nhất định phải tìm ra hung thủ. Anh Long, anh nói trước khi chết bố em sùi bọt mép. Chẳng lẽ là bị trúng độc gì sao? Trúng độc? Giờ em cũng chỉ là suy đoán thôi, vẫn chưa biết. Giờ chúng ta cũng không có bằng chứng. Thế này đi, anh đi xem video CCTV, biết được có manh mối. Em đi cùng anh. Không được, nguy hiểm quá. Chẳng lẽ anh đi thì không nguy hiểm sao? Một mình anh đi tiện, em ở đây đợi tin của anh. Đồ ăn hại, tìm một người mà khó thế sao? Còn bọn mày làm gì chứ?
Anh cũ. Anh cũ. Theo tao làm gì? Ở đây có Diệp Long sao? Đi tìm đi. Đây là hồ sơ bệnh án của chủ tịch Đường. Tất cả video CCTV đã bị xóa rồi. Chắc chắn là thằng khốn Cao Củ làm. Bình thường hắn đã không phục cậu, không có chứng cứ, chưa thể kết luận được. Kỳ lạ là lọ thuốc trong phòng ngủ của chủ tịch Đường đều trống rỗng. Rỗng. Tôi phát hiện cái này ở dưới đu đèn. Đây là thuốc của bố em. Anh Long, có phải thuốc này có vấn đề gì không? Thế này đi, chúng ta mang đi quán nghiệm. Nhưng muộn thế này rồi, đi đâu quán nghiệm đi? Anh có cách. Anh đúng là vô dụng. Bao nhiêu ngày rồi mà không bắt được người. Đó là hắn may mắn. Chả trách, trong mắt Đường quân anh không bằng Diệp Long. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ bắt được hắn. Để cô biết tôi giỏi hơn Diệp Long. Chỉ với chút bản lĩnh của anh à, làm việc với động não, Diệp Long có thể đi đâu? Nhưng tôi đã tìm cả khắp thành phố rồi. Anh có thể lợi dụng người thân cận với hắn để ép hắn. Tôi biết rồi. Biết là tốt. Cũng không uổng phí công sức của tôi với anh. Xem ra chiếc ghế chủ tịch thuộc về anh rồi. Đừng quên, còn có chuyện chính. Đi làm việc đi. Bé Hồ Ly, có phải chúng ta cũng nên làm chút chuyện chính không? Hai người ra ngoài đợi tôi đi. Anh Hùng, cổ đông ngon nghẻ anh không làm, còn sao dễ anh Hùng gì chứ? Còn cứng miệng. Đến bên kia, nhớ sống thật tốt với chủ tịch Đường của anh. Đừng giống như bây giờ nữa.
Bố đi rồi, gia đình đã không còn an toàn với em nữa. Em yên tâm, anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Vậy sau khi điều tra rõ việc của bố em, anh có dự định gì không? Chưa từng nghĩ tới, anh chỉ muốn điều tra rõ sự thật. Em chuyển nhượng cổ phần cho anh, đến lúc đó chúng ta nhờ chú ba ủng hộ anh làm chủ tịch của tập đoàn. Em không muốn sự nghiệp một tay bố em gây dựng rơi vào tay người ngoài. Đó là doanh nghiệp của nhà họ Đường các em. Anh không có tư cách. Ai nói anh không có tư cách? Chỉ cần chúng ta, anh Long, anh ra ngoài một chuyến, em ở đây đợi kết quả. Long,
Anh Long, anh làm sao thế? Không sao. Có kết quả chưa? Trong thuốc có độc. Có độc? Đúng vậy. Tetrodotoxin, đây là một loại độc cực mạnh. Chỉ với 1mg đã đủ khiến rất nhiều người chết. Đây là thuốc cấm. Cậu lấy đâu ra thế? Tôi cũng không biết. Chú không biết. Chú là bác sĩ riêng của chủ tịch Đường. Tất cả thuốc đều do chú kê. Cậu Diệp, xin cậu hãy tin tôi. Thuốc của tôi không thể có độc. Vậy chú nói với tôi rốt cuộc chuyện này là sao? Anh Long, anh Long, anh bình tĩnh lại đi. Chú Trừng, chú nghĩ kỹ lại xem, có khi nào chú kê sai thuốc không? Cô Đường, tôi làm việc với bố cô hơn 10 năm rồi, chưa từng qua loa. Hơn nữa đây là thuốc cấm. Tôi nhớ ra rồi. Vào hôm anh Đường gặp chuyện, tôi nhìn thấy một cô gái. Cô gái đó là ai? Tôi không biết, chưa gặp bao giờ. À, mái tóc đỏ cô ta để thì rất nổi bật. Tóc vàng. Nếu tôi đoán không nhầm, hôm đó tôi và chú cùng gặp một cô gái. Anh Long, anh cũng gặp rồi. An ninh nhà em xưa nay luôn rất nghiêm ngặt, người ngoài không vào được. Chẳng lẽ là người trong nhà? Để tôi đi hỏi chú ba. Hai người đợi tin của tôi ở đây. Chỉ cần mở cuộc họp hội đồng quản trị, chúng ta xong việc rồi. Em yêu. À, tóc vàng thế nào rồi? Anh nói người lắm mồm kia à? Bây giờ hắn đã. Alo. Dễ chịu quá. Đáng tiếc, ông anh trai ngốc của anh không may mắn thế. Đúng vậy, anh ta cho anh hết may mắn rồi. Tiểu yêu tinh. Ông chủ, Diệp Long đến rồi. Xuống dưới đợi anh. Tôi biết rồi. Chú ba, Diệp Long, cháu không sao chứ? Không sao. Qua, dẫn người giám sát chặt chẽ vào. Dân, theo tôi. Lại đây Long. Long, nghe nói cháu giết Hùng rồi, là Cao Củ làm. Chú đã chướng mắt hắn từ lâu rồi. Chú đi tìm hắn. Chú ba, tạm thời không nói việc này. Cháu nghi ngờ cái chết của chủ tịch Đường có liên quan tới một cô gái tóc đỏ. Cô gái tóc đỏ? Chuyện này là sao? Trong thuốc chủ tịch Đường uống có tetrodotoxin. Ý cháu là cháu nghi ngờ cô gái này đầu độc. Rất có khả năng. Ngày chủ tịch Đường chết, cháu đã gặp cô ta ở cổng. Hết sức đáng nghi. Hơn nữa bác sĩ Trần cũng nhìn thấy cô ta. Bác sĩ Trần. Long à, sự việc quan trọng, chúng ta không thể đổ quan cho người khác. Cháu chưa nói chuyện này với ai phải không? Chưa. Ừ, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. À, Nguyễn Ninh mất tích rồi. Chú cho người đi tìm mấy ngày. Cháu có tin tức của con bé không? Chú ba yên tâm đi.
Cháu đã sắp xếp cô ấy đến nhà bác sĩ Trần rồi. Chúng ta mau đi thôi, đừng để xảy ra chuyện gì. Qua tử, nhanh nữa đi. Dân Long, cháu đừng mặc ủ mẹ cho như vậy. Chú ba không biết rõ cháu là người thế nào sao? Chú không tin cháu làm chuyện này. Long, cháu yên tâm đi, chắc chắn chú ba sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Anh Long đến rồi à? Uyển Nhi đâu? Công chúa nhỏ của mày hả? Tao đã đưa cô ta tới lâu đài rồi. Mày nghĩ mày đủ trình chơi với tao sao? Diệp Long, lên đi. Làm gì vậy? Lên đi, mau lên. Lên đi. Đánh đi, đánh chết hắn. Chú ba, anh Long, tôi sai rồi. Anh Long, anh Long, anh Long, tôi sai rồi. Anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, tôi sai rồi. Anh Long, anh Long, chú ba, chú ba cứu cháu, chú ba. Anh Long, anh Long, tôi sai rồi. Anh Long, anh đại ân đại đức, tha cho tôi đi. Chú ba, mình được cứu Uyển Ninh. Được. Diệp Long, hung thủ giết Đường Quân bây giờ có thể là mày rồi. Lên. Anh ba, anh em chúng tôi sau này phải nhờ anh chăm sóc rồi.
anh yêu, sắp đến cuộc họp hội đồng quản trị rồi, còn thiếu chữ ký của một người, phải làm sao đây? Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Cô Đường, tính mạng quan trọng hay cổ phần quan trọng? Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi khuyên cô vẫn nên sớm giao cổ phần cho tôi thì hơn. Như vậy cả tôi và cô đều có lợi. Cô có thể tiếp tục làm cô chủ. Nếu không, cô nằm mơ đi. Không sao, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Hai người các anh giám sát cô ta cho tôi, không được để cô ta rời khỏi đây nửa bước. Vâng. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Qua bên đó ngồi đi. Nằm xuống. Không được, tôi còn phải ra ngoài mua thêm ít thuốc. Cậu nằm đi. Cô có giao cổ phần cho tôi không? Bố cô chết rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nếu không, người đâu, bỏ ra. Lột quần áo cô ta ra cho tôi. À, đàn bà thối tha. Chú ba, anh muốn làm gì? Đưa cô ấy ra ngoài ngay. Đi. Uyển Ninh, chú bà khiến cháu phải chịu ấm ức rồi. Chú không ngờ ả đàn bà thối tha kia lại dám nhốt cháu. Chú ba, anh Long đâu? Nó chết rồi. Uyển Ninh, Long, cậu muốn chết à? Tôi vừa ra ngoài một lát, cậu lại tập rồi. Vận động chút thôi, máu lưu thông nhanh, có ích cho việc phục hồi. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay, tôi hiểu tính của cậu. Tôi khuyên cậu đừng đi nữa, đừng đi làm chuyện ngốc nghếch.
Năm đó nó không phải vì cậu cứu tôi, tôi không chỉ bị gãy một cái chân đâu, có khi còn mất mạng luôn. Nhà họ Đường có ơn với tôi, bây giờ rất rõ ràng là có người hại chủ tịch Đường. Uyển Ninh cũng bị họ bắt rồi, sống chết chưa rõ. Những lời cậu nói tôi hiểu hết, nhưng bây giờ tập đoàn Đường Thị có mấy người có nghĩa khí? Tôi có quy tắc của tôi. Quy tắc của cậu chỉ dành cho người hiểu quy tắc. Chú ba, cảm ơn chú báo thù cho bố cháu và anh Long. Uyển Ninh, cháu cũng đừng quá đau lòng, bây giờ cháu phải sốc lại tinh thần, công ty vẫn đang đợi cho gánh vác. Chỗ này đã không còn gì đáng để cháu lưu luyến nữa. Cháu muốn chuyển nhượng lại cổ phần, sau đó ra nước ngoài. Không được. Đây là sự nghiệp bố cháu tự tay gây dựng, sao cháu có thể chuyển nhượng cho người ngoài? Chú ba, chú không phải người ngoài, cháu chuyển nhượng cổ phần cho chú là được rồi. Vậy càng không được. Khi bố cháu còn sống, chú không có hứng thú với công việc của công ty,
Cháu giao nó cho chú, chẳng phải là gây thêm rắc rối cho chú sao? Hơn nữa, chú ba, bây giờ chú là người thân duy nhất của cháu, cứ coi như là nể mặt bố cháu. Cháu xin chú đồng ý với cháu. Chú ba. Được, cháu đã quyết định. Chúng ta nói rõ ràng với nhau, chiếc ghế chủ tịch mãi mãi là của cháu. Chú ba quản lý thay cháu. Bao giờ cháu muốn về thì cứ về. Cảm ơn chú ba. Mọi người đều biết rõ, dạo này công ty xuất hiện rất nhiều vấn đề, khiến lòng người hoang mang. Để tập đoàn có thể phát triển thuận lợi, hôm nay tôi gọi mọi người đến mở cuộc họp cổ đông. Nhưng trước khi cuộc họp bắt đầu, cô Đường Uyển Ninh có vài lời muốn nói với mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tập đoàn Đường Thị trong suốt bao nhiêu năm nay. Bây giờ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, vì năng lực bản thân có hạn, không thể đảm nhận trọng trách này, nên tôi muốn giao vị trí chủ tịch cho người khác. Tôi quyết định chuyển nhượng tất cả cổ phần của tôi cho ông Đường Thanh Sơn. Anh Long, mày hãy quay lại cho tao. Đưa đi.
đưa đây. Còn Ranh, ông hãy quay lại đây. Sao anh lại đánh nhau nữa? Ai chọc anh sẽ đánh người đó. Đây là quy tắc của anh. Quy tắc? Có quy tắc thì nhất định phải đánh nhau sao? Tác phẩm của Tạ Mạnh Diễn.